khi mà nó tấn công như vậy thì chúng ta phải tăng cường cái đội quân miễn dịch của chúng ta phải khỏe lên, phải khỏe để có thể là thắng được nó, thì mình phải tăng cường nó lên. Ví dụ như mình làm một lần mình gửi đi được 100 quân đó ạ, mình làm một lần mình kích hoạt nó, mình gửi đi được 100 quân, thì một tiếng sau mình làm lần nữa để mình lại kích hoạt 100 cái quân nữa, mình phải bổ sung liên tục. Cái bộ dụng cụ để làm đẹp á, thì nó có, đây mọi người nhìn thấy này, có cái lăn đồng gai này, rồi cái hít đồng này, rồi cái lăn mắt mà nó có cái đầu đồng này, rồi cái bàn trải tiên nó có đầu đồng này. Wow, nhiều cái bằng đồng quá. Mà cái dụng cụ bằng đồng á, thì nó sẽ có tính âm. Nhưng mà nó là gì? Nó hút nhiệt ạ, nó hút nhiệt, đúng không ạ? Thì tất cả những cái mà bằng đồng này, những cái bằng đồng mà nó nằm ở trong cái bộ dụng cụ đấy á, thì mình hoàn toàn nhé, đấy, mình hoàn toàn có thể sử dụng nó để trong cái trường hợp mà ví dụ như thế là những em bé mà có cái thể trạng dương, thể trạng nóng, suốt ngày kêu nóng, thì mình có thể dùng nó để mình lăn khắp mặt cho con. Những em bé mà nóng như vậy là lăn cái này lên sướng lắm, thích, vui, đúng không ạ? Mình có thể lăn khắp mặt, đúng không ạ? Thì cái lăn đồng láng này này thì nó sẽ hút nhiệt nhanh hơn là cái lăn đồng gai. Cái lăn đồng gai thì nó sâu hơn, đúng không ạ? Thì đấy, mình có thể dùng nó để lăn khắp mặt nhé. Hoặc là những em bé mà bị đấy là để xử lý cái vấn đề là nhiệt độ. Thế thì tương tự như vậy, thế trường hợp mà nóng quá, sốt chẳng hạn, thì cái này thì có những em bé là thích, còn có những em bé thì chưa chắc đã thích, đúng không ạ? Thì nóng quá sốt thì mình cũng có thể dùng nó để mình lăn. Mình lăn thì mình cũng có thể là, thứ nhất là mình ưu tiên vào cái huyệt số 26 này. 26 này nó có tác dụng hạ nhiệt độ. Hạ nhiệt độ chủ trị luôn á, hạ nhiệt độ, đúng không ạ? Rồi mình lăn xuống cái huyệt 143. Đấy, thì mình có thể lăn như vậy, hoặc là mình lăn theo cái chiều từ trên xuống dưới. Nó cũng có tác dụng làm hạ nhiệt luôn, đúng không ạ? Đấy là những em bé mà khi mà bé sốt bé cho lăn. Thế có những em bé bị sốt nhưng mà lại sốt lạnh. Thì chạm cái gì vào ạ? Là nó cũng lạnh và nó cũng sẽ không hợp tác. Nếu mà con không hợp tác thì thôi, mình sẽ đổi, đúng không ạ? Còn nếu mà sốt nhưng mà sốt nóng thì mình hoàn toàn có thể là lăn lên. Có những em bé lăn xong mà dễ chịu, và đo nhiệt độ là nó cũng mát ngay. Thế chỉ gọi là mát mát thôi, đúng không ạ? Thì đấy, thì mình dùng cái này nhá, mình lăn, mình cũng có thể lăn theo cái chiều từ trong ra. Đấy ạ, mình lăn theo cái chiều từ trong ra chứ mình không có, đúng không ạ? Lăn theo chiều từ trong ra thì nó sẽ giúp hạ nhiệt độ và hạ sốt được tốt hơn á. Đấy, mình lăn theo cái chiều từ trong ra như này này, đúng không ạ? Từ trên xuống đấy, mình lăn thì nó sẽ cũng sẽ giúp hạ sốt và làm mát. Đấy, thì con thấy cái này nó cũng rất là hay này, hay mát, đúng không ạ? Tương tự như thế thì những cái trường hợp mà những em bé mà hay bị dị ứng này, hay bị nóng gan này, thì mình lại dùng nó để mình lăn vào cái vùng gan. Những bé mà hay bị mề đay, mẩn ngứa do nóng gan, hoặc là những bé mà uống nhiều kháng sinh á, gan cũng rất là nóng và có vấn đề, cần phải làm mát và hạ nhiệt, thì mình cũng sẽ dùng những cái lăn đồng á để mình lăn trực tiếp lên, đúng không ạ? Những em bé thường là sẽ dương hơn là người lớn của mình, cho nên là khi mà các em bé được tác động những cái này là rất là thích những cái bằng đồng này, tất cả những cái đầu đồng con sẽ rất là thích. Như em bé nhà em là rất thích cái cây này này, cây lăn mắt này, nó vừa mát mà nó lại trơn, nó nhẵn, mà bé có thể cầm bé lăn khắp mọi nơi đấy. Nhưng mà em bé nhà em thì nó có một cái đặc điểm đấy là nếu mà con sốt là con không có thích cái đầu đồng, chạm vào một cái nó lạnh, nó giật mình, nó gạt tay đi ngay. Đấy, con trải nghiệm mấy lần rồi thì bé đều không thích. Cho nên là thay vì mình phải dùng cái đồng to thì nó sẽ lạnh hơn, thì con lại thay thế bằng cái đồng nhỏ của cái cây dây phớt hai đầu á, thì nó vừa, thì lúc đấy mình chỉ trà vào cái huyệt 26 thôi thì nó cũng giúp hạ nhiệt độ, hạ sốt, đúng không ạ? Hoặc là trà vào huyệt 143 thì cái huyệt 26 á thì nó lại có tác dụng làm mát ở bên ngoài da. Thế mình mà đi đâu về mình thấy nóng ở ngoài quá, nóng ngoài da thì mình trà vào huyệt 26, trà lúc là mát à. Còn nếu mà mình sốt thì nó lại cả trong cả ngoài, thì mình lại trà cả vào huyệt 143 nữa, thì nó sẽ giúp hạ nhiệt độ và hạ sốt như vậy, đúng không ạ? Thì đó là những cái dụng đầu đồng. Cái đầu đồng thì nó có tác dụng như thế nào mà hạ sốt á, thì ở trong cái bộ dụng cụ mà cô Ngọc Anh giới thiệu của cái bộ dụng cụ làm đẹp á, thì nó còn có cái cây sao chổi đây này. Đấy, con rất là thích cái cây sao chổi, nó giống như là một cái chìa khóa vạn năng á. Đấy, cái cây sao chổi nhá, cây sao chổi. Tiện nói đến hạ sốt thì mình dùng luôn cái cây sao chổi để mình hạ sốt cho bé. Và như con chia sẻ ở cái phần hạ sốt, sốt do là sốt do cái gì không biết, có thể là do Covid, hoặc là do cúm, hoặc là do viêm họng, hoặc là amidan, thì mình hoàn toàn có thể dùng sao chổi để mình hạ sốt. Mà hạ sốt bằng sao chổi nó là hạ sốt
từ bên trong, nó kích hoạt cái hệ hệ miễn dịch của mình ở bên trong, cái sức đề kháng của mình ở bên trong. Tại vì là khi mà cơ thể bị sốt thì tức là cơ thể nó đang tự bảo vệ mình, và việc mà mình hạ nhiệt độ để mà cơ thể nó tự hạ được á, thì đồng nghĩa với cái việc là những cái mầm bệnh mà nó xâm nhập vào cơ thể nó phải được tiêu diệt, đúng không ạ? Bây giờ nó tấn công vào cơ thể mình thì cơ thể mình nó mới sốt. Thế bây giờ mà nó bị tiêu diệt đi thì cơ thể mới không sốt nữa, đúng không ạ? Thế thì để mà nó bị tiêu diệt á, thì mình phải kích hoạt được cái hệ miễn dịch lên, và cái hệ miễn dịch của chúng ta nó chính là cái hệ bạch huyết. Đó, nó chính là cái hệ bạch huyết ở bên trong cơ thể. Mà cái kỹ thuật sáu vùng phản chiếu hệ bạch huyết thì nó lại chính là cái mấu chốt để mình sao mình dùng cái sức đề kháng đó để mình hạ nhiệt độ cho con. Đấy, thì mình vừa hạ nhiệt độ nhưng mình cũng vừa để mà tiêu diệt luôn được những cái mầm bệnh mà nó đang xâm nhập vào cơ thể của chúng ta như vậy. Thì cái sao Thổ thì nó lại hay ở chỗ là nó có đầu âm và đầu dương. Cái khi mà bé mà sốt mà chân tay mà nóng ran hết toàn thân á, mà bé cảm thấy nóng, đắp chăn vào là con đạp ra, đeo tất là con đòi tháo ra, con đòi cởi áo ra. Đấy, đấy là cái cảm giác mà bé bị sốt mà cảm giác nóng, đúng không ạ? Thì mình hãy dùng ngay cái đầu âm, là cái đầu ba này, cái đầu ba chia này chính là đầu âm này, để mình làm sáu vùng phản chiếu hệ bạch huyết. Còn nếu mà bé sốt mà lạnh, đắp chăn vẫn thấy rét run, chân tay lạnh, đấy, thì mình hoàn toàn dùng cái đầu một, mình linh động ở chỗ đấy, mình phân biệt, thì mình đều có thể làm sáu vùng phản chiếu hệ bạch huyết. Nhưng mà với một cái điều kiện đó là gì ạ? Khi mà cơ thể bị virus vi khuẩn nó tấn công á, thì cái tốc độ sinh trưởng của nó rất là nhanh. Đấy, cho nên là để mà hạ được nhiệt độ tự nhiên á, thì việc của mình á, là mình phải tác động kích thích liên tục, mình phải tăng cường cái đội quân bảo vệ cơ thể ở bên trong đấy, phải liên tục. Đấy, mình cứ hình dung là một bên là virus nó tấn công vào cơ thể, nó gặp một cái điều kiện cơ thể của chúng ta rất là béo bở, nó sinh sôi phát triển rất là nhanh, cái tốc độ của nó rất là nhanh. Còn một bên là cái đội quân bảo vệ của chúng ta, nó chính là hệ miễn dịch, trong đấy nó có bạch cầu, đúng không ạ? Thì cái kháng thể đấy thì nó phải tiêu diệt, nó phải bao vây lại để nó tiêu diệt. Thế thì khi mà nó tấn công như vậy thì chúng ta phải tăng cường cái đội quân miễn dịch của chúng ta, phải khỏe lên, phải khỏe để có thể là thắng được nó, thì mình phải tăng cường nó lên. Ví dụ như mình làm một lần mình gửi đi được 100 quân, đúng không ạ? Mình làm một lần mình kích hoạt nó, mình gửi đi được 100 quân, thì một tiếng sau mình làm lần nữa để mình lại kích hoạt 100 cái quân nữa, mình phải bổ sung lên. Và khi mà hết bệnh rồi thì sẽ hết sốt một cách tự nhiên và an toàn. Đấy, nên là có những em bé là gì, hết sốt là hết bệnh, đấy, hết sốt là hết bệnh, không có cái bệnh gì nữa luôn. Bình thường á, các em bé viêm họng hay viêm amidan thì thông thường là sẽ bị sốt, đúng không ạ? Sốt trước rồi mới có đến những cái biểu hiện như là ho đấy, rồi có đờm các thứ. Thì sốt bao giờ nó cũng là một trong những cái triệu chứng đầu tiên, mà khi mà mình đã xử lý được cái sốt mà mình không phải dùng đến hạ sốt á, thì gần như là hết bệnh rồi, kể cả những bé bị viêm họng, đúng không ạ? Hoặc là cái triệu chứng ở phía sau thì nó cũng rất là nhẹ. Đấy, thì đấy là một trong những cái bí quyết để mà hạ sốt cho con với cái dụng cụ cây sao chổi. Thì đấy, đấy là cái ứng dụng của cái bộ dụng cụ làm đẹp vào bên để chăm sóc sức khỏe, đúng không ạ? Cây sao chổi nhé.